8 loại đồ uống đánh bay mỡ bụng, giúp giảm cân trong hè. Vào mùa hè nóng nực, uống đúng cách những loại đồ uống này không những giúp bạn giải khát mà còn có thể hỗ trợ tối đa cho mục tiêu giảm cân của mình. 1. Nước lọc. Nước đóng vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ các chức năng cơ thể khỏe mạnh. Bạn càng có nhiều cơ bắp thì hàm lượng nước càng cao. Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, sự trao đổi chất của bạn bị chậm lại. Uống đủ chất lỏng có rất nhiều lợi ích, một trong số đó có thể là giảm cân. Một mẹo hiệu quả thường được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị là uống nước khi bắt đầu bữa ăn cũng có thể là một chiến lược giảm cân hiệu quả. 2. Nước có ga không đường. Nếu bạn là người yêu thích nước ngọt có ga, hãy chọn một loại nước giải khát không chứa đường. Nước có ga không chứa calo và không đường sẽ mang lại lợi ích thúc đẩy quá trình trao đổi chất tương tự như nước lọc, nhưng vẫn ngon miệng. 3. Trà xanh. Trà xanh thường được coi là loại thức uống lành mạnh nhất do có hàng ngàn nghiên cứu ca ngợi lợi ích sức khỏe của nó. Sự kết hợp giữa EGCEG và caffeine có trong trà xanh có thể giúp tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo và giúp cơ thể giữ được khối lượng nạp trong khi giảm cân. 4. Trà đen. Các nghiên cứu cho thấy trà đen có thể giúp giảm cân và duy trì cân nặng. Các nhà dinh dưỡng cho rằng catechin trong trà đen làm tăng chuyển hóa chất béo và giúp cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột để hỗ trợ giảm cân. Để có nhiều lợi ích nhất, hãy uống trà không thêm sữa hoặc chất làm ngọt. 5. Kombucha hỗ trợ giảm cân. Kombucha là một loại trà xanh hoặc đen lên men cùng với trái cây, cung cấp men vi sinh có lợi. Nó kết hợp các lợi ích sức khỏe của trà, cộng với các lợi ích sức khỏe bổ sung liên quan đến men vi sinh, bao gồm cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột. Nhiều nghiên cứu trong vài năm qua cho thấy rằng việc cải thiện vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa có thể đóng một vai trò trong việc giảm cân thông qua một số cơ chế hoạt động. 6. Cà phê đen. Cà phê là một loại đồ uống có lợi cho sức khỏe, cung cấp một lượng lớn chất chống oxy hóa có lợi và các hợp chất hoạt tính sinh học từ thực vật khác cho chế độ ăn uống của bạn. Có nhiều bằng chứng cho thấy rằng cà phê đen hoặc cà phê với sữa ít béo và không thêm chất làm ngọt có thể giúp giảm mỡ bụng và cân nặng. 7. Nước chanh. Uống nước chanh nóng hoặc lạnh, bạn đều được hưởng lợi từ quá trình trao đổi chất tự nhiên. Pha nước chanh bằng cách vắt nửa quả chanh vào một cốc chừng 250-300ml nước. Thêm bạc hà tươi, dưa chuột thái lát và dâu tây sẽ tạo ra một loại nước spa sảng khoái và giúp bạn có thân hình thon thả. 8. Giảm cân với các loại nước ép rau củ. Uống nước ép rau củ là một cách tuyệt vời để giảm cân, đồng thời tăng cường các chất dinh dưỡng có lợi trong chế độ ăn uống của nhiều người. Cố gắng thưởng thức nước trái cây giữ lại một ít bã vì nó chứa chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa để giữ cho lượng đường trong máu ổn định và giảm cảm giác đói.